Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Alien Game nha. Và ngày hôm nay thì hiện tại mình đang chơi trên điện thoại nha các bạn. Thì thời điểm này thì khoảng, nếu như bạn nào không có chơi bản beta thì khoảng 1-2 ngày nữa thì trên CH Play chúng ta sẽ được cập nhật bản 0.46 của Mini War. Và cũng như là ở trong cái video này thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn luôn cái cách làm sao để thu phục được những cái em giả nhân ở trong Mini World để có thể trở thành những cái trợ thủ đắc lực giúp đỡ cho chúng ta ở trong cái phiên bản 0.46 này nha. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ đến phần intro. Rồi thì bây giờ thì trước khi mà mình vào trong game để mình kiểu như là thu phục mấy cái em giả nhân á, thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là ở trong cái shop của chúng ta, trong tiệm cửa hàng thì nó có những cái gì mới nha. Ok, thì đầu tiên thì ở phần skin á thì mình thấy hình như là chỉ có em này hình như cũng ra từ bữa rồi mà đúng không? Nói chung là em này cũng đẹp nhưng mà skin này là skin nữ thôi, mình cũng không có mọng mòi gì lắm. Ở bên phần skin ok, thì bên skin DIY đây, cái phần này thì mình sẽ có một số các đồ mới để chúng ta nhận trong sự kiện hả. Cái này là mới hay cũ ta? Mấy hôm nay mình cũng không có cập nhật mấy cái này nữa, nhưng mà nó có mấy cái tóc đồ mới nè. Ui, cũng được ha. Ui, cái này giống như mấy cái bộ đồ siêu phẩm bên bên mấy cái game MOBA á mấy bạn. Đẹp ha, không biết này thì đổi từ ở đâu. Cũng có, đa số là bây giờ đồ mới cập nhật là thường là trong những từ sự kiện không ha. Thì sắp tới là có khá là nhiều những sự, wow. Sắp tới có khá là nhiều những cái sự kiện mới cho nên là, ui, full bộ siêu nhân luôn nè. Ủa cái này bộ đồ siêu nhân đó ta. Rồi phun nguyên một bộ luôn, đẹp vãi nồi, wow. Bộ đồ siêu phẩm nha mọi người. Siêu phẩm. Đẹp quá ha. Cái này không biết cập nhật từ bao giờ nữa, tại vì mình mấy hôm nay mình cũng không có cập nhật trong shop á, nhưng mà cũng khá là đẹp. Ok, nói chung là cửa hàng DIY của chúng ta thì có nhiêu đó thôi. Chủ yếu là những cái cập nhật ở trong sinh tồn, cái chế độ sinh tồn của chúng của mình kìa. Tại vì ai cũng mong chờ cập nhật chế độ sinh tồn hết, chứ cập nhật mấy này cũng như không, có tiền mới mua được thôi, bỏ qua. Đó thì trong đây mình trong đây mình cũng hơi đổi mảnh nữa hả, mới biết. Ok, thì nói chung là ở trong shop hay là mấy cái khác nó cũng như vậy thôi, mình sẽ không nói nhiều đến vấn đề đó. Bây giờ mình sẽ vô game luôn để mình kiểm tra xem là mấy em nó thu phục có dễ hay không nha. Và khi mà thu phục xong thì mấy em nó có giúp được gì cho mình hay không. Ok, mình vô đại một cái map nào cũng được đi. Ở đây mình có tạo sẵn một cái map bằng phẳng này để mọi người mình dễ kiểm tra ha. Rồi, thì đầu tiên á, ở phần trồng trọt này nè, thì mình sẽ có một cái item mới, đó chính là cái item này là cái kit sơ cứu. Thì cái này có thể giúp cho mình tăng máu cho mấy cái em giả nhân mà mình đã kiểu như là thu phục á. Đó, hoặc là cũng có thể sử dụng cho bản thân mình để hồi 30 máu luôn. Đây, đó. Nếu như mấy em thủ dân của mình mà bị thương hay gì, mình có thể lấy cái này để mình sử dụng cho mấy em đó nha. Thực vật đặc biệt và cũng khá là dễ chế tạo nữa. Chỉ cần một hoa hướng dương với lại một cái len trắng thôi là mình có thể chế tạo được rồi. Ok, ở bên phần công cụ thì đây. Đó, một loạt những cái cập nhật mới cho chế độ sinh tồn. Bạn nào mà cứ la làng và không có cập nhật sinh tồn đó, cái này là cập nhật mà cập nhật rất là thú vị luôn chứ không phải là thường đâu nha mọi người. Thì mình sẽ lấy những cái bình thường ra cho mọi người xem trước ha. Ở bên phần tập vật chúng ta cũng có một cái mới nữa, chính là cái này. Rồi, ô vừa đủ 8 ô luôn đó mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ điểm qua một chút xíu trước khi mình đến với cái phần mà thu phục giả nhân nha. Thì ở đây đầu tiên chúng ta sẽ có một cái lửa trại. Đó, cái lửa trại này làm rất là đơn giản ha, từ 4 lóc gỗ và 2 cái lóc đá thôi. Đó, thì với cái lửa trại này thì các bạn chúng ta có thể sử dụng đuốc. À, lấy cái đuốc, cầm cái đuốc trên tay của mình. Hoặc là chúng ta sử dụng như cái máy hụt quẹt đánh lửa gì đó. Thì chúng ta bấm vô cái này thì nó cũng sẽ cháy lên ha. Và trong cái này thì chúng ta cũng có thể thêm gỗ để cho lửa nó cháy to hơn, để thức ăn nó chín nhanh hơn. Đó, và khi mà các bạn có những cái thịt sống á, thì các bạn đặt lên cái, bấm vô cái này thì nó cũng sẽ lên một cái animation, một cái hành động nướng thịt cũng khá là hay. Và cái này là cái rất là cần thiết để các bạn có thể thu phục, biến đổi mấy em giả nhân thành thổ dân nha. Đó, tiếp theo chúng ta có một cái bia đá này, chính là một cái tấm bia đá dùng để trang trí thôi. Ví dụ như mà các bạn thu phục những em thổ dân, xong mấy em đó vô tình bị mấy em giả nhân khác giết chết đi đó, tại vì mình thương tiếc quá mà, trời ơi, sống chung với mình bao nhiêu ngày, xong cái máu mình thề lấy cái này mình đặt để mình làm mộ cho mấy em đó ở kiểu như vậy. Ok, và cái vật phẩm tiếp theo là cái vật tổ làng, là kiểu như là một cái totem. Cái totem này thì mình làm cũng khá là đơn giản, chỉ có một lốc đá thôi, một cái đá khổng tước, ba cái gạch đất. Gạch đất này thì các bạn chỉ cần lấy những cái khối đất á thì vô bàn chế tạo thì có thể làm được rồi. Thuốc nhuộm đỏ thì có thể quýnh mấy em cá dưới biển ha, là rất là đơn giản. Thuốc nhuộm đỏ này mình có thể lấy từ cái cây gì, cây khuyết giác các bạn, để làm thành cái thuốc nhuộm đỏ này. Ok, và cái cây này á, nó sẽ là giúp cho mấy em thổ dân tụ tập cũng như là chữ đồ. Thì khi mà các bạn đặt cái totem này ra ấy, xong các bạn đặt những cái gương xung quanh cái totem này trong cái phạm vi cho phép của nó là 11 x 11 x 5, thì
trong cái phạm vi này mấy em thổ dân sẽ thường tập trung ở đây và cũng như là chứa những cái vật phẩm mà mấy em đó làm được, ví dụ như là trồng lúa hay là chặt gỗ hay là giết quái vật mà lượm được những cái gì á, thì mấy em đó cũng sẽ bỏ trong cái gương gần với cái totem này ở trong cái phạm vi mà mình mới vừa xem ha, là 11 × 11 là hình vuông đó, 11 ô ngang, 11 ô và độ cao là 5 ô đó, là cái totem này nó sẽ hoạt động như vậy ha. Tiếp theo thì chúng ta có một cái lá cờ, cờ thần nông đó. Lá cờ này thì những em dân làng tụ tập quanh cái lá cờ thần nông này thì họ sẽ làm việc trong cái diện tích là 9 × 9 và độ cao là 5. Thì trong cái lá cờ thần nông này thì những em thổ dân sẽ trồng trọt như là lúa nè, ví dụ như là các bạn sẽ tạo một cái khu vực 9×9×9 đó, đặt cái này chính giữa để cho mấy em thổ dân ở trong cái khu vực đó sẽ đi trồng trọt ở trong cái khu vực đó thôi nha. Mấy em đó chỉ trồng trọt trong cái khu vực 9×9 của cái này thôi, chứ nó không có làm cho cái khác nha. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với lá cờ hộ vệ. Thì lá cờ hộ vệ này thì các em thổ dân sẽ tập trung quanh lá cờ hộ vệ này để chiến đấu trong diện tích 25×25. Ồ, khá là rộng ha. Là ví dụ như mình làm cái nhà, cái làng của mình khoảng diện tích khoảng 25×25 thì mình chỉ cần đặt cái này chính giữa thôi, là mấy em thổ dân sẽ kiểu như là buổi tối mấy em thổ dân sẽ đi vòng vòng trong cái khu vực 25×25 đó để tiêu diệt quái vật nếu như có mấy con giả nhân nó xâm chiếm vô cái làng của mình. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lá cờ lâm nghiệp. Với lá cờ này thì chúng ta không cần phải đi chặt gỗ nữa, mà các em thổ dân tiều phu sẽ làm cái nhiệm vụ chặt gỗ này, và nó cũng trong phạm vi 9×9 thôi nha. Cho nên là các bạn nhớ là đặt ở cái khu vực nào mà nhiều gỗ, hoặc là đặt cái khu vực nào gần gần nhà mình chút xíu, đừng có xa quá, để mấy em nó tự trồng rồi tự thu hoạch luôn. Ấy là như vậy. Và cái vật phẩm cuối cùng ở trong cái bản cập nhật 0.46 cho chế độ sinh tồn này thì chúng ta sẽ có là búa xương phù thủy. Ấy, cái này là cái quan trọng nhất để chúng ta biến em giả nhân thành em thổ dân nè. Đó. Thì á, ở trong cái bản cập nhật này, khi mà các bạn sử dụng cái lửa trại này đặt xuống, ấy, đó, sau cái đó các bạn lấy cái đuốc đốt lên và để một miếng thịt vô, nó bắt đầu nướng, mùi thơm sẽ phản phất, ấy, mấy em giả nhân sẽ bu lại, đó, sau đó mấy em giả nhân sẽ nhảy nhót gì đó ăn thịt và ngủ luôn tại chỗ luôn. Và các bạn sẽ cần phải lấy cái này, búa xương thủy tinh này để quánh vô lột mặt nạ của em giả nhân, đó, và sau đó là em giả nhân sẽ biến thành thổ dân. Và bây giờ để chúng ta hiểu rõ hơn về cái thu phục giả nhân này á, thì bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem nha, để các bạn tận mắt chứng kiến. Và trong cái này thì chúng ta nhớ là phải có bánh mì nữa nha mọi người, tại vì khi mà mấy em đó được biến thành thổ dân rồi, mấy em đó sẽ chạy loạn xạ lên không biết chuyện gì hết, là mình phải có nhiệm vụ là lấy bánh mì cho mấy em đó ăn, mấy em đó mới bình tĩnh lại và hiện cái tên lên cho mọi người thấy. Và cái tên hoàn toàn ngẫu nhiên luôn, và đó cũng là một cái điều thú vị. Mình thấy là có nhiều bạn đã đăng lên những cái tên như là chẩu tre nè, rồi Yasuo, Yao này nọ, cái kiểu khá là thú vị bạn. Cho nên giờ chúng ta sẽ thử nha. Thì ở đây mình sẽ khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần lấy một cái này. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy một cây đuốc. Đuốc nằm ở đâu quên rồi nè. Đây một cây đuốc để nướng. Lấy một cục thịt, thịt chín thịt sống dưỡng được mọi người. Nãy mình test rồi, thịt chín thịt sống dưỡng được hết. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy là kiểu như là một cái bánh mì để khi mà mấy em thổ dân tỉnh dậy á thì chúng ta sẽ cho mấy em ăn liền. Rồi, tại vì khi mà bị quấn mặt nạ xong á, biến thành thổ dân xong mấy em nó chạy ghê lắm, cho nên là các bạn phải nhanh chóng lên. Tiếp tục là chúng ta sẽ có cho mình thêm là cái em thổ dân đi. Đây, ví dụ mình lấy em thổ dân này nha. Rồi, thì bây giờ khi mà đã có những cái thứ cần thiết thì các bạn nhớ là phải chỉnh trời tối, tại vì mấy em thổ dân của mình sẽ không chịu được ánh nắng nha. Mấy em thổ dân sẽ phải chỉnh trời tối là khoảng 2 giờ đi. Rồi 2 giờ. Đó, giờ này là tối được rồi này. Và chúng ta sẽ thắp đuốc này lên. Một, bỏ một em thổ dân ra đó, em bắt đầu nhảy nhót. Vâng, có tiếng trống tung 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 tung. Hiện tại mình đang quay trực tiếp trên điện thoại cho nên là cái tiếng game nó chắc nó không có nghe rõ đó mọi người. Mọi người gắng nghe nha. Nói chung là có những cái tiếng trống múa cột múa thổ dân khá là vui đó. Sau khi ăn xong đấy, nhảy múa xong mấy em nó ăn xong mấy em nó sẽ nằm ngủ phè phỡn gì đó, ngủ đó, ăn no nê nó ngủ đi em. Đấy, ngủ. Thì tại lý do làm sao mà mình không bỏ nhiều em ngay một lúc, đó chính là khi mà chúng ta đánh mặt nạ của một em á, kiểu như biến thành thổ dân của một em xong là hai đứa kia nó cũng chạy luôn, nó chạy toán lạng hết. Cho nên là mọi người nhớ là mình làm mỗi lần một bé thôi là nó sẽ dễ thành công nhất nha. Bỏ nhiều người vô là kiểu như mình quýnh bé này xong là mấy bé kia là nó chạy toán lạng luôn. Chỉ mỗi lần chỉ được một thôi nha mọi người, chú ý nha. Thì bây giờ mình sẽ đứng sau lưng mình quánh đó, xong mình đứng sau lưng mình đừng cho thấy mình, nó thấy mình là không được đó. Biến thành thổ dân người kia ăn bánh mì. Vâng, và chúng ta đã được mã ly. Wow. Rồi. Nói chung là cái lửa này nó cũng khá là nguy hiểm nha, tại vì khi mà người hay là mình chạy ngang cũng bị cháy nữa mọi người, cho nên mọi người cẩn thận. Đấy, như vậy thôi là chúng ta đã thu phục được một em tên là mã ly. Yay. Em mã ly, những cái tên hoàn toàn ngẫu nhiên cho nên là
nó khá là thú vị ở cái điểm đó, giống như là collection với mọi người. Bây giờ mình sẽ thử lấy thêm một vài em nữa để cho các bạn xem nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử thêm một vài em nữa. Các bạn nhớ là khi mà đánh mặt nạ đó, các bạn không đừng có cho mấy em giả nhân thấy mình nha. Khi mà đánh mặt nạ các bạn phải đứng sau lưng, các bạn đứng trước mặt là thấy mình là coi như là fail ấy, coi như là không được ấy, và phải cho ăn bánh mì thật nhanh, không thôi là chạy mất tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại bằng bé này nha. Đấy, bé này cũng sẽ như vậy, nó cũng sẽ bắt đầu nhảy nhót và nó bả cứ chạy vòng vòng vậy á. Ok thì bây giờ bé đang ngủ rồi nè, bây giờ mình sẽ quấn mặt nạ bé này kẹp. Ok mình chạy ra xa ra, ó lấy bánh mì. Ui ui số kêu tấm mép. Ôi nhỏ xíu xíu à, kêu vãi. Ôi ui rất là dễ thương luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ thử thêm một em nữa là em thợ săn giả nhân luôn, để mình có cả ba phiên bản luôn nha. Ok em làm lại đi, cho em thợ săn giả nhân ăn lại đi bạn. Tại vì trời sáng là mấy em nó bị cháy nha, cho nên là chỉ thu phục được giả nhân vào trời tối thôi, cho nên mọi người phải lưu ý cái vấn đề này. Ok bây giờ mình để cho trời nó nhảy kìa. Ui nó nhảy kiểu gì trong cái điều nhảy hót hót gì đó, tăng ta đăng. Nó nhảy tay trên đây chứ quên điều nhảy nữa. Ok nhưng mà nói chung là em nó chuẩn bị ngủ rồi đó. Ăn đi ngủ. Thiệt sự với các bạn á, là từ lúc mà mình tải phiên bản beta này á, mình cho tụi nó ăn xong mình không có biết là cần phải lấy cái gậy xương này để quánh á. Mình ngồi mình coi nó ngủ nửa tiếng luôn mọi người. Và sau đó mình hỏi bạn Nga Thanh thì bạn Nga Thanh đã chỉ cho mình cái cách, và mình mới biết là có thêm một cái phiên bản, có thêm một cái gậy xương này mọi người. Thật là bé nè tóc tím, wow. Nhưng mà mấy bé này đang buồn ngủ hết trơn rồi, không biết tại sao buồn ngủ. Bây giờ mình sẽ thử chỉnh trời sáng xem coi mấy bạn đó như thế nào nha. Ok sau khi chỉnh trời sáng xong thì mấy bạn đó rất là khỏe, vẫn đang nhảy nhót ở bên đống lửa bạn ơi. Nói chung là cái bản cập nhật sinh tồn này khá là thú vị luôn nha. Bạn nào chơi một mình thì cũng không phải lo gì hết mà vẫn an tâm có thể là chơi được. Nhưng mà vấn đề là bây giờ sao mấy bé đó nó đứng xa quá. Mình sẽ thử lấy mấy lá cờ này để xem là mấy bé đó nó có sử dụng hay không nha. Ok sau rất là nhiều thời gian mình đã biết tại làm sao để cho mấy bạn này bắt đầu kiểu như là sử dụng. Rồi các bạn sẽ lấy những cái vật phẩm đúng không, xong rồi các bạn sẽ chỉ cho người bạn đó coi là cái nào phù hợp với bạn đó nha. Nếu như phù hợp thì nó sẽ hiện lên một cái biểu tượng, ví dụ như bây giờ từ để mình qua đây mình xem thử bạn bạn Mã Ly này là bạn đó sẽ làm cái gì nha. Nè bây giờ mình sẽ cầm cái đây bạn này là sẽ là chiến sĩ nè, các bạn thấy không? Khi mà bạn cầm đúng cái vật phẩm á thì nó sẽ hiện lên một cái dấu hỏi đó, và bạn bấm vô. Từ bạn này chạy nhanh quá. Ấy ghê không? Bạn đó sẽ bắt đầu trở thành chiến sĩ đi bảo vệ ngôi làng của chúng ta. Bạn đó sẽ bắt đầu quay trở lại với khu vực này. Đấy là chúng ta cần phải có cung cấp vật liệu cho mấy bạn này. Còn cái bé ngủ này thì bé đó đòi giường, mình cũng không biết giường để làm gì nữa. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ chỉnh sửa lại đó. Thu phục thêm vài anh nữa để xem là mấy anh này sẽ làm được nhiều cái thứ gì hay không. Thì hiện tại thì mình chỉ biết là chúng ta có thể thu phục được 3 bạn thôi đúng không. Thì mình sẽ lấy sẵn một số thứ như là bánh mì ấy, lửa quay trở lại. Ok các bạn sẽ cùng xem lại với mình nha. Kìa mấy bạn nó đi ngủ kìa. Mấy ông đi ngủ rồi kìa. Ok vậy là có ngủ nha. Cần phải lấy 3 cái giường ra. Khá là hay. Trời ơi bản cập nhật này phải là sinh tồn là bắt đầu lên ngôi lại nha các bạn. Mấy bạn sẽ thích sinh tồn trở lại bảo đảm luôn. Hứa một câu luôn. Đấy. Thì Mã Ly thì sẽ không ngủ vào ban đêm nha. Hình như Mã Ly sẽ không đi ngủ vào ban đêm, hình như là vậy. Thì trong lúc ban đêm thì sẵn tiện á, mình cũng sẽ thu phục thêm mấy em giả nhân luôn. Đấy. Ui chết cha, Mã Ly nó chém. Ok thì mấy bạn Mã Ly này sẽ tiêu diệt tất cả quái vật nào xuất hiện vào ban đêm. Ok hiểu rồi. Trời ơi ảnh manh động quá. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ đi xa ngang một chút xíu. Ui lần này thì anh này tự nhiên chạy qua đó chi vậy? Chạy qua đó là chết ông ơi. Bên đây nè. Đúng rồi, chạy qua đó là Mã Ly giết chết. xém nữa cũng chạy bên kia rồi, khổ sở thiệt chứ. Ok đó, trời chế độ này cực kỳ thú vị luôn mọi người. Nói chung là mình cảm thấy khá là hay. Chế độ này phải nói là cập nhật quá tuyệt vời của Miniworld. Dành cho tất cả những bạn nào đam mê sinh tồn, các bạn có thể xây dựng cái một đế chế, cái một đội quân luôn, hay ghê thiệt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bạn thổ dân thứ tư ở trong bộ lạc của mình. Từ từ. Anh khổ qua, đầu khổ qua, qua. Cái giường bên kia, cái giường bên kia. Anh này nóc nu quá à. Nè anh mày vô. Ok, rồi qua bên kia, qua bên đây. Ôi, anh đi kiếm giường ạ. Xa nhà quá các bạn, kiểu như xa nhà quá. Thì bây giờ mình sẽ kiếm cơ anh này sẽ phù hợp với cái gì? Mình nghĩ là anh sẽ phù hợp với lại cái ui. À đúng rồi, cũng là chiến sĩ luôn. Rồi. À, vậy là anh thổ dân cơ bản này á, anh giả nhân bình thường này á sẽ là chiến sĩ hết luôn. Còn các bạn bé giả nhân này mình chưa biết, còn thợ săn giả nhân sẽ làm kiểu như là làm ruộng hoặc là làm nông dân nha mọi người.
Ok, và khi phiên bản 0.46 này đơn giản như vậy thôi nha. Cập nhật rất là tuyệt vời, chế độ sinh tồn để các bạn có thể tạo cả một bộ lạc như thế này. Đó, rất là nhiều những anh rất là cute phô mai quen như là anh Khổ Qua nè, bạn Benna nè, bạn Mã Ly và bạn Tấm Mép. Đó, rất tuy là cái chế độ này nó chỉ một cái đơn giản thôi là thu phục giả nhân thôi, nhưng mà nó sẽ tạo nên một cái làn sóng rất là mới luôn cho chế độ sinh tồn của Mini World. Đó, giúp cho các bạn có thể tạo cho mình một cái đội quân rất là hùng hậu đó. Sinh tồn sẽ không còn là cái gì quá là nhạt nhòa nữa, mà nó sẽ là một cái gì đó rất là tuyệt vời, rất là thú vị. Khi mà các bạn có những người bạn như thế này, mặc dù chỉ là những NPC thôi, nhưng mà cũng là những người bạn rất là thú vị để chúng ta có một trải nghiệm sinh tồn thật là thú vị nhất nha. Và sắp tới thì trên kênh này là game chắc chắn sẽ có chế độ sinh tồn quay trở lại để chúng ta sẽ cùng xây dựng đội quân alien ở trong Mini World, các bạn hãy cùng ủng hộ nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều, và nếu như các bạn thấy hay, các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, đừng quên bấm vào nút chuông đăng ký để không bỏ lỡ những clip trong tương lai nha. Cảm ơn các bạn một lần nữa, và chúc các bạn sẽ thu phục thành công các em giả nhân để có một đội quân cho mình. Bye bye, see you again, tạm biệt.